Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Đây là Galaxy A50 và mình tin chắc là câu hỏi lớn nhất mà các bạn đang muốn đặt ra cho cái điện thoại này đấy là chơi game có ngon hay là không, và hiệu năng của nó như thế nào, chip có khỏe hay không, dùng có mượt mà hay là không. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái hiệu năng của cái điện thoại này cũng như là khả năng chiến game thì nó sẽ như thế nào, cũng như là cái trải nghiệm game thì nó có tốt hay là không. Thì đây sẽ là những cái vấn đề đầu tiên mà các bạn sẽ cần phải quan tâm nhá. Trước khi bắt đầu vào nội dung của video thì Galaxy A50 cũng đang cho đặt trước tại Xiaomi.net nên là mình sẽ để link phía bên dưới để các bạn tham khảo nhá. Thứ nhất đó là cái hiệu năng của con chip. Mình sẽ chia sẻ một vài con số thì các bạn cũng đã thấy một vài những video trước rồi. Điểm Geekbench khá là tốt với khoảng 1.700 đơn nhân và 5.200 đa nhân. Nó tương đương với cả những con chip kiểu Snapdragon 710 bây giờ. Nó xét về cái mặt CPU này nên có thể nói là riêng về mặt này, hiệu năng thông thường mà các bạn sử dụng thì nó rất nhanh, rất mượt. Và các bạn có thể thấy cái hiệu ứng khi mà mình vuốt này nó rất là ngon luôn. Và truy cập vào những cái ứng dụng này thì cái tốc độ phản hồi của nó cũng rất nhanh, tốc độ load cũng thực sự rất là nhanh. Cho dù mình vẫn phải nhắc lại, đây mới chỉ là phiên bản demo, phiên bản thử nghiệm mà thôi, chứ chưa phải là phiên bản chính thức. Chắc chắn khi ra phiên bản chính thức thì nó sẽ còn ngon hơn như thế này nhiều nữa. Các bạn có thể thấy đây là demo cũng thực sự rất là ngon rồi. Và nó cũng đang được chạy sẵn cái phiên bản đấy, One UI, và nó còn là 1.1 chứ không phải là 1.0 như một vài những sản phẩm mới được update lên ở thời điểm hiện tại. Phiên bản vá bảo mật các thứ cũng rất là gần thôi, nên nói chung là xét về mặt phần mềm và phần cứng của sản phẩm này thì rất là ok. Điểm số AnTuTu thì GPU vào khoảng tầm 37.000, tức là xét về mặt điểm số thì thậm chí nó còn cao hơn cả con Snapdragon 660, thấp hơn so với Snapdragon 710 mà thôi. Nhưng mà cơ bản là nó vẫn rất cao, trên 30.000 thì mình nghĩ nó cũng đã khá là cao rồi. Và cơ bản là chắc chắn nó cũng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm game tốt dựa trên lý thuyết, và quan trọng hơn là nếu như game đó được tối ưu tốt. Và mình sẽ chơi thử 3 tựa game trong video ngày hôm nay, đó là Liên Quân Mobile này, đó là PUBG Mobile và đó là Asphalt 9. 3 cái tựa game rất là quen thuộc và cơ bản dành cho các bạn rồi. Thì đầu tiên với Liên Quân Mobile, các bạn có thể thấy là mình mở tất cả những cái thể loại setting từ độ phân giải, FPS cao, rồi là chất lượng hình ảnh, chất lượng chi tiết lên cao hết, nói chung là cao hết mức có thể luôn, và làm luôn ván đấu hạng luôn cho nó máu. Đây chỉ là nick phụ thôi, vàng 3, nhưng mà nick chính của mình kim cương 2 rồi đó. Thì các bạn có thể thấy là vừa rồi, ngay từ khoản mà nó lốt vào đây, các bạn thấy này, đó, đến vào đây thì khá mượt. Thực ra là vẫn sẽ có những khựng khựng nhẹ nhưng mà chấp nhận không sao. Đấy, chuyển qua chuyển lại giữa những con tướng này nó vẫn cứ hơi có một chút gì đến khựng khựng đó, các bạn thấy chưa? Đấy. Nói chung cơ bản là cái vấn đề chọn tướng vừa rồi thì nó cũng không thực sự là mượt mà cho lắm, nhưng mà nó vẫn nhanh, nó không bị chậm thì chắc là cũng là ok rồi. Và mình sẽ xem cái tốc độ load game này nó có nhanh hay là không. Đó, rất nhanh, đã 100% rồi, quá nhanh. Thế nên anh em mà muốn leo rank với con này thì cũng không phải lo đến cái vụ bị thằng khác nó load vào xong trước, máy của mình bị yếu quá load vào xong sau nhá. Anh em yên tâm với khoản này luôn. Thôi định mạnh lại Florentino. Đau đầu rồi, đó là một câu chuyện buồn. Ok, ủi lột nhanh vãi. Rồi, thì FPS các bạn có thể thấy là nó đang ở 60. Các bạn thấy chưa, FPS đang 60, 59-60. Ngon, đó, mở đầu game mà cảm thấy ngon như này là thấy yêu thương. Bọn này thì chúng nó cứ cướp rừng mẹ gì đâu nhỉ. Thôi kệ bà, cứ farm đã. Đánh rank thấp này mà các bạn đánh như rank cao kiểu kim cương thì cao thủ thì không thể nào đánh được luôn. Canh chỉ mất công thôi. Đấy, AD nó đi vào chơi với cả rừng luôn rồi kìa. Nó định cướp luôn bùa đỏ của rừng. Nó định mạnh nữa. Vừa nãy để tao cầm AD cho. Thì có phải là tốt không? Đằng này để nó tranh AD. Nói chung là nếu như các bạn không biết ạ, thì Lữ Bố cái định mạnh nữa. Mày bị điên à? Cái thằng kia mày bị điên à? Mày bị điên à AD? Để mình côn mình chửi nó. Mày bị điên à AD? Đường của mày là đường rồng ở trên, có phải đường dưới này đâu. Trên con mẹ bố mới solo kinh công. Đờ mờ. Óc chó à? Nổi luôn AD. Ok. Nói chung là ở cái rank này không đỡ nổi. Và các bạn có thể thấy là FPS nó vẫn khá là ổn.
sau khi mình chết một mạng rồi thì nó cũng không gặp vấn đề gì nhiều. Như vừa nãy thì cũng có một phát là drop xuống năm mấy FPS thì phải, nhưng mà mình vẫn thấy là chưa xuống dưới 40. Ok, rất ngon. FPS farm mình có thứ rất ok vẫn. À đây có phát xuống 55, 57, 56, 57. Đó. Cái định mạnh cái gì vậy? 56, 59, 60. Nói chung là tí nữa. Đây rồi. Vào đây còn Florentino ở rank này thì cũng không phải lo các bạn ạ. Mày nghĩ mày ném trúng được tao ư? Ok rồi. Lát nữa kiếm phát nào có mắt tổng ấy. Cầm lưỡi bố này đi solo thích một cái đấy là lúc nào hết máu mà muốn hồi máu thì bật chiêu cuối lên đánh lính auto lên máu thích vãi. Ok, quả này mình sẽ ra khô máu với cả Florentino nha. Dám ra. Đây rồi. Đây rồi. Ui. Mày ngon mày vào đây. Muốn ngon thì vào đây solo như hai thằng đàn ông xem nào. Ê, yếu đuối thế nhỉ. Nó cứ đứng trong trụ nó farm thì đánh thế mà được. Băng trụ cũng đâu có ăn được nó đâu. Má, mạng chấm dứt. Đây, vào đây em. Vào đây em. Ok, đi vào cuối bùa nó tí. À đây. Ui, thôi được rồi. Lát nữa mình sẽ farm xong rồi mình lên mình chặn lính luôn. Đây rồi, ơi giờ. Vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây. Trời ơi. Nó lại phải gọi là highlight luôn. Tôi chết mẹ rồi. Rồi, nói chung là các bạn có thể thấy là cái đoạn vừa rồi mình chơi, mình combat các kiểu thì FPS nó sụt xuống ghê gớm lắm á, thì nó xuống tầm khoảng 55. Có khi ghê gớm lắm thì có những khi mà mình chơi á, thì nó xuống đến mức gọi là kinh khủng nhất có thể mình đã từng được nhìn thấy á, thì có đúng một phát nó xuống đấy là 50 FPS. Đấy, còn lại là lúc nào nó cũng ổn ở cái mức đấy là khoảng 55 này, 57, 58, 60 FPS như các bạn có thể thấy này. Sau khi thoát combat một cái là FPS nó lại rất lên rất cao luôn, bây giờ là đang 60. Giờ mình sẽ solo với con Florentino này tiếp. Để các bạn có thể thấy đấy là nó bá đạo lắm. Nói chung là khi mà chơi Liên Quân Mobile thì mình có thể tự tin để nói là các bạn có thể leo rank rất là đơn giản với cái con máy này. Định mệnh nó không dám solo kìa. Mình đứng ở trong trụ luôn. Ok, nói chung là chơi Liên Quân Mobile là ngon trên cái điện thoại này. Đến game thứ hai sẽ là PUBG Mobile thì các bạn sẽ cần phải lưu ý giúp mình một chút, đó là đồ họa tối đa nó có thể mở được tới HDR và FPS, đấy là cực cao. Ghê vãi. Thế nhưng mà bản thân mình đánh giá thì thôi không sao, mình cứ trải nghiệm thử cho các bạn thấy đi. Tại vì là cái màn hình này thì nó không có hỗ trợ HDR. Nếu mà có HDR, bật HDR lên thì nó cũng chả giải quyết vấn đề gì. Nó không khai thác được hết cái mức độ đẹp của cái tựa game này ấy. Nên là các bạn cũng sẽ lưu ý cái này một chút. Bản thân mình chỉ cần bật HD là ngon rồi. Đây, thì nói chung là HDR mà FPS cực cao nên các bạn có thể thấy là khá là mượt. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Cái thao tác vuốt các thứ rất ok. Đấy. Nhưng mà cũng sẽ có đôi lúc nó bị khựng giật. Tại vì nói sao nói. Đó, bắt đầu khựng rồi. Mày bắt đầu nóng dần rồi. Đó, ok. Rồi. Đó, giật. Các bạn thấy chưa? Để mức HDR này thì lúc mới vào sẽ rất mượt, nhưng mà một lúc thôi
máy nó nóng lên thì nó sẽ bị khựng khựng lại như vậy. Đó các bạn thấy chưa? Rồi, thế nên là cái lời khuyên của mình để các bạn chơi game ngon nhất thì hãy để mức đấy là HD và FPS đấy là cực cao. Nếu như các bạn bật về cái chế độ mượt smooth thì FPS có thể lên mức ultra, tức là lên mức cực độ luôn. Thì lúc này nó sẽ mượt hơn. Đấy các bạn thấy này, nó mượt hơn hẳn luôn. Nó chỉ xấu đi có một tí thôi, cũng chẳng cả phải là vấn đề gì ghê gớm lắm, nhưng mà cơ bản là các bạn có thể tham khảo những cái mức setting như vậy để chúng ta có một trải nghiệm hợp lý hơn. Bản thân mình thì mình khuyên nếu các bạn nên để smooth và sau đó để cực mượt thì FPS nó lên sẽ rất là ngon. Cái lúc mà mình quay cái video này mình đánh giá thì trước đó, đấy các bạn có thể thấy mượt này. Thì trước đó mình đã chơi một game rồi, mình đã chơi thêm một trận liên quân rồi, trong khi quay mình đã chơi thêm một trận liên quân nữa, thì đâu đó vào khoảng tầm gần một tiếng vừa qua liên tục mình chơi game thì mặt lưng này nó đã bị nóng lên ở cái phần main box của chúng ta. Đó. Và khi nóng lên thì mình nhận thấy một điều đấy là khung hình nó đã bị giảm xuống. Đó. Và có một cái vấn đề đấy là cái bên ngoài các bạn có phải hiểu, các bạn cứ hiểu đơn giản đấy là mặt lưng bằng nhựa mà. Thế nên nó không nóng lên nhiều giống như là kiểu mặt lưng bằng kim loại. Vậy nên có một cái vấn đề xảy đến, đó là mình nghĩ cái khả năng tản nhiệt thoát ra ngoài của nó không tốt, dẫn đến là bên trong nó sẽ bị nóng nhiều. Và rất có thể đây chính là lý do vì sao bây giờ cái này mình cảm thấy nó hơi khựng khựng nhẹ như vậy, nó không được mượt cho lắm nữa. Nó đến từ vấn đề nói chung là tản nhiệt. Và các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý cái vấn đề này trong quá trình mà các bạn chơi game nhá. Đó. Thế nên thực sự mấy cái máy mà chơi để chơi game ngon thì đúng là nên được làm bằng kim loại, nó sẽ tản nhiệt tốt hơn. Ok, rất mượt. Đấy, vào trong này lút đồ các thứ này ok hết. Chung cũng không gặp cái vấn đề gì nó quá ghê gớm cả. Đấy, ok. Ngắm bắn. Đó. Giờ. Nói chung là khi mà như thế này, các bạn có thể thấy là nó rất ok trong quá trình của bạn chơi game, trải nghiệm các thứ. Nó không gặp bất cứ một vấn đề gì cả. Tuy nhiên thì nếu như để mình kiếm một cái xe đi đã, mình sẽ cho các bạn thấy cái vấn đề của cái này. Ok, làm một chú đã. Làm nhẹ một chú đã. Không nói nhiều. Nhìn thấy là giết thôi. Nói chung không nói nhiều, nhìn thấy là giết. Đó. Thì các bạn có thể thấy là di chuyển rồi bắn biết các thứ, giết người như ngoé mà cũng không có vấn đề gì cả. Đấy, tuy nhiên thì nếu như ở đây rồi. Nó bắn nhau, cho thằng kia bắn nhau. Mấy cái xe này có chạy được không? Nghi lắm. À, xe này chạy được. Ok, thì khi các bạn lên xe chạy thì các bạn sẽ nhận thấy một điều như sau này. Đó. Lái, rồi. Ok, xe ta băng bao nhiêu chặng đường. Rồi. Thì khi các bạn chạy xe, đó, thi thoảng các bạn sẽ thấy nó khựng 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 khựng. Thì các bạn biết vì sao không? Tại vì khi, đó, bắt đầu dựng khựng 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 khựng. Thì khi các bạn chạy xe, đó, nó bắt đầu giật. Thì khi mà các bạn chạy xe, đó, cái khung cảnh nó chuyển đổi liên tục. Và lúc này cái GPU của máy phải xử lý game nhiều hơn, xử lý nhiều khung cảnh hơn. Thế nên là cái hiện tượng drop FPS nó cũng sẽ xảy ra. Đó. Thực sự khi mà các bạn chơi bình thường thì lúc mà máy nó không bị nóng nhiều ạ, thì nó sẽ không bị đến mức nhiều như thế này. Đấy, nhưng mà đây là bởi vì mình đã chơi liên tục, máy nó bị nóng lên rất là nhiều rồi, nên là cái FPS nó cũng sẽ bị giảm xuống. Nói chung là bản thân mình đánh giá thì các bạn chơi PUBG Mobile trên con A50 này vẫn ok, nhưng các bạn nên để mức setting hợp lý, và khi chơi được 1-2 ván thì các bạn nên cho máy nó nghỉ một lúc để mà cho nó không bị nóng quá, sau đó các bạn chơi tiếp thì nó sẽ ok hơn. Và cũng lời khuyên đấy, nên chơi kiểu vậy. Tại vì chơi 2 ván thì có khi bay mẹ mất đâu tầm khoảng gần tiếng đồng hồ rồi. Thì các bạn cũng nên nghỉ một tí. Mắt mình cũng phải nghỉ để nói gì để cái điện thoại đúng không anh em. Thế nên là các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý cái này đó. Khựng này đó, thấy chưa? Đó. Cái này thì nó đến từ rất nhiều lý do. Nào là game tối ưu không tốt cho cái con chip này này. Rồi chưa kể nữa là nhà sản xuất tối ưu các thứ nó không thực sự là ngon. Đấy. Nhiệt độ thì máy bây giờ đang cao, nó bị khựng. Nên là nói chung là PUBG Mobile chơi được trên A50, nhưng bản thân mình đánh giá là chơi vẫn chưa thực sự ngon, và đấy nó gần như là một cái đặc điểm chung của chip Exynos rồi. Rồi, bỏ qua cái PUBG Mobile thì bây giờ mình sẽ đến với tựa game cuối cùng, đó là Advance 9. Thì đây lại là một cái tựa game mà nó đã tối ưu khá tốt được cho cái con chip này, và thực sự khi mà mình chơi Advance 9 trên cái A50 này thì thực sự cái trải nghiệm nó rất là ngon, mượt,
và mức đồ họa đẩy lên rất cao, ánh sáng rồi hiệu ứng các thứ rất đẹp, đã lắm các bạn, mướt. Ok, play luôn. Quên, show cho các bạn xem một tí nha. Ok, game setting, sound display. Ok, đang để default, tức là để chế độ mặc định. Mình sẽ kéo lên high quality. Yes. Ok, thì các bạn có thể thấy là mức high quality là mức cao nhất rồi nha. Bây giờ mình sẽ đi vào mình quẩy luôn. Play game. Nếu như bạn nào mà đã xem một vài những cái video trước đây của mình về con Galaxy A50 này thì cũng có thấy một vài những cái đoạn chám nhỏ. Mình chơi thử cái Advan 9 này thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn về cái game này khi mà chơi trên A50 nhá. Đó, rồi. Các bạn có thể thấy là nó không thực sự là mượt cho lắm. Và bây giờ mình đang để mức high quality. Thấy chưa? Thì hiệu ứng, ánh sáng rồi những cái vấn đề đổ bóng như thế này nó rất đẹp. Các bạn thấy chưa? Rất đẹp luôn. Đó, hiệu ứng các thứ rất đẹp. Tuy nhiên thì mức khung hình mình đánh giá là nó không thực sự cao. Đó, thì các bạn có thể thấy là nó không thực sự cao và mức khung hình này nó sẽ chỉ đạt đâu đó khoảng tầm độ 24-25 FPS mà thôi. Và nó chưa đạt đến cái mức tối thiểu để các bạn cảm thấy mượt, đấy là khoảng 30 FPS. Và đây là khi các bạn để chế độ High Quality, tức là chế độ cao nhất mà thôi. Và nếu như các bạn, lần nữa mình sẽ xong cái phòng này đi đã. Đấy, đó. Nói chung đây là High Quality. Các bạn lướt vẫn ok, hiệu ứng thể hiện một cách đầy đủ, rất là rõ ràng và nó không hề bị cảm giác bị giật trong quá trình của bạn chơi. Bởi vì cái tựa game này nó đã được tối ưu khá là tốt. Tuy nhiên thì do cái sức mạnh đến từ con chip, đến từ cái GPU là nó không thực sự quá mạnh, dẫn đến là thể hiện những cái đồ họa nó rất đẹp như thế nên mức khung hình của nó sẽ thấp. Vậy nên lời khuyên của mình sẽ là chuyển cái mức đồ họa xuống default, tức là cái chế độ mặc định mà cái game này đã tối ưu sẵn cho cái máy, thì các bạn sẽ thấy một sự khác biệt, rất khác biệt luôn. Và đây sẽ là một màn đua với chế độ default để xem các bạn có thể thấy là mức FPS nó sẽ khác hẳn và trải nghiệm game của nó cũng sẽ là khác hẳn trên cái điện thoại này. Ok, các bạn có thể thấy là ngay từ cái phần chào hỏi như thế này, gọi là phần mở đầu ấy, nó đã mượt hơn rất là nhiều rồi, thấy chưa? Bây giờ thì FPS có thể là đã lên đến tầm 30 rồi đấy. Yo! Ok, tuy đồ họa thể hiện không được đẹp giống như là cái chế độ high setting kia nữa, tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là mức khung hình nó đã tốt hơn rất là nhiều. Đấy, tốt hơn hẳn luôn rồi. Trời ơi. Nó lại đẹp vãi. Kê lên nào em yêu. Ok, các bạn có thể thấy. Ngon chưa? Ngon chưa? Đó. Trời ơi, ngon chưa? FPS đã tốt hơn rất là nhiều luôn. Đó. Trời ơi. Sờ. Ngon. Rất ngon đúng không? Nên nói chung, với bản thân mình đánh giá, các bạn có nhu cầu mà gaming với con Galaxy A50 như thế này thì bản thân mình đánh giá là nó sẽ rất thích hợp dành cho những bạn nào muốn try hard liên quân, muốn leo rank bằng liên quân. Tại vì từ tốc độ load game cũng nhanh này, hay là vào đến bên trong các bạn chơi game thì có bát mọi thứ đều rất là ok. Nhưng nếu các bạn muốn chơi PUBG Mobile ở mức đấy là hardcore hơn, chơi nó chất hơn một tí, yêu cầu mượt mà hơn tí, đồ họa phải thật đẹp các thứ, thì có lẽ các bạn cũng sẽ cần phải cân đối trong quá trình của các bạn chơi game những cái tựa game như thế trên cái điện thoại này. Advan 9 rất là ok, Liên Quân Mobile rất là ok, chỉ có điều là PUBG Mobile thì tôi không thực sự tốt mà thôi. Nên là tổng kết lại, bản thân mình đánh giá muốn chơi game trên A50 vẫn ổn, vậy thôi. Và các bạn nghĩ sao về khả năng gaming của Galaxy A50? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên là sản phẩm này đang được đặt trước tại Xiaomi.net, link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video và ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.